Lần trước nha con nha. Đây bà, đây. Cảm ơn. Để cho nó tự xuống. Nó sẽ đi khắp ở đây luôn. Hôm nay nó đi khắp mọi nơi. Nó có thể dép đứng không mà. Đây chưa? Đứng lại cho nó đi theo nó lấy dép. Ừ. Chỗ đấy ướt lắm đấy các anh. Chị trượt đất nước ướt lên. Đi ra bên kia bây giờ đấy. Đứng lên lại đi tiếp. Nó cố tình ngã đấy. Chưa quen đi dài cho nên là ngã vậy thôi đấy. Có lúc đi dài là đi đường nhiều lắm. Cứ ngã về thôi đấy, buồn cười quá. Từ từ thôi, để con nó đi theo. Đi một lúc là ngồi xuống, đi một lúc là ngồi xuống. Nó cầm là nó tự đi đấy, cứ để nó cầm xong rồi nó sẽ cầm đi đi đi. Đưa cho anh Phong đi con, đi ra kia đưa cho anh Phong kìa, đi ra đưa cho anh Phong kìa. Cứ đi được một lúc là ngồi phịch cái xuống này. Anh Phong không bị ngã. Ừ, anh Phong không bị ngã. Vì gì anh ơi?